đầu thế kỷ 13, cơ nghiệp nhà Lý đã suy yếu. Dưới thời hoàng đế Lý Cao Tông, triều đình quan lại chơi bời vô độ, dân chúng bị khốn cùng, loạn phí lang xảy ra nhiều tháng trời, khiến cho triều đình suy kiệt. Các tướng lĩnh địa phương nhân lúc loạn lạc nuôi ý định xây dựng lực lượng riêng, trong đó có cha Trần Tự Khánh là Trần Lý ở Hải Ấp. Trần Tự Khánh người Hương tức Mặc, phủ Thiên Trường ở Việt Nam. Theo phả hệ họ Trần, Trần Tự Khánh là con của Trần Lý, em của Trần Thừa. Theo vai vế, ông là anh họ của Trần Thủ Độ và là chú ruột của Trần Thái Tông. Năm 1209, Cao Tông Hoàng đế nghe lời gian thần Phạm Du giết oan đại thần Phạm Đình Di. Bộ tướng của Đình Di là Quách Bốc khởi binh báo thủ cho chủ, đánh vào kinh thành Thăng Long. Hoàng đế Lý Cao Tông hoảng sợ cùng hoàng hậu chạy lên Quy Hóa, còn thái tử Lý Hạo Sảm chạy về Hải Ấp nơi Trần Lý cai quản. Nghe theo lời khuyên của Phạm Ngu, Trần Lý và Tô Trung Tử bèn mang quân đánh về phía kinh thành, dẹp Quách Bốc để lập đại công với nhà Lý. Cuối năm 1209, loạn Quách Bốc bị dẹp, triều đình nhà Lý được khôi phục. Vua Lý Cao Tông phong quan tước cho Trần Lý và Tô Trung Tử. Trần Lý phụng mệnh vua tiếp tục đem quân đi đánh dẹp các dư đảng còn lại của Quách Bốc và các lực lượng cát cứ quanh vùng. Nhưng không may ông bị tử trận. Trần Lý mất, đáng ra sẽ là dịp tốt cho tôn thất nhà Lý nắm lấy bình quyền, dẹp giặc lập công, giữ địa vị cao sang. Nhưng việc binh là việc khó và nguy hiểm. Các thân vương nhà Lý không ai dám ra gánh vác việc nước. Quan triều cũng chẳng có ai tài giỏi ra gánh đáng công việc nặng nề ấy. Trách nhiệm cầm quân đáng về tay Trần Thừa, nhưng thấy mình thao lược ít nên nhường cho em là Trần Tự Khánh. Trần Tự Khánh được vua Lý Cao Tông phong cho là Thuận Lưu Bá, đóng quân ở Thuận Lưu, nay là ấp An Hải, Hưng Hà, Thái Bình. Vào tháng 4 năm 1210, vua Lý Cao Tông ốm nặng rồi băng hà, thái tử Lý Sảm lên ngôi, lấy hiệu là Lý Huệ Tông. Vì thái tử còn rất ít tuổi nên thái hậu Đàm Thị cùng tham gia chánh sự. Lý Huệ Tông sai người về Tức Mặc đón Trần Thị Dung vào triều lập làm nguyên phi. Tình hình trong nước lúc này còn nhiều rối ren. Ngoài lực lượng Quách Bốc, một số kẻ cầm quyền ở địa phương cũng nổi lên xưng hùng xưng bá, hình thành các thế lực cát cứ gồm có họ Đoàn xưng vương ở vùng Hải Dương, Hải Phòng, họ Trần giữ vùng Thái Bình, Nam Định, họ Nguyễn vùng Quốc Oai, Sơn Tây, lực lượng Quách Bốc ở ven Thăng Long và Khoái Châu, Hưng Yên. Ngoài ra còn nhiều lực lượng nhỏ lẻ khác như Nguyễn Bát, tức Ô Kim Hầu ở đất Ô Kim, Hoài Đức, Sơn Tây cũ, họ Hà ở Quy Hóa, tức là miền Yên Bái, Tuyên Quang, họ Phạm ở Nam Sách, Hải Dương, họ Đinh Cả, Bùi Độ ở Châu Đại Hoàng thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay. Tình hình đất nước vô cùng hỗn loạn, các sứ quân liên tục xây dựng thế lực đánh chiếm lẫn nhau. Trần Dư Khánh thông thuộc binh pháp, cầm quân vững chắc, các tướng tá và quân sĩ đều theo phục cả. Lại có cậu ruột là Tô Trung Tử giúp sức đánh diệt căn cứ cuối cùng của Quách Bốc ở Khoái Châu, Hưng Yên ngày nay. Dư đảng của Quách Bốc hoàn toàn bị dẹp tan, đốc quân của các lộ và các tù trưởng các tộc người thiểu số như Man, Thái, Giao từ trước đến giờ vẫn lửng lơ, nhưng giờ cũng quy thuận triều đình. Lực lượng họ Trần nhờ thế mà phát triển mạnh, thanh thế thì lừng lẫy. Đầu năm Tân Mùi, tức là năm 1211, thưởng công khôi phục ngai vàng cho nhà Lý và bước đầu ổn định tình hình. Lý Huệ Tông phong cho Tô Trung Tử làm thái úy phụ chính, tước Thuận Lưu Bá, và phong cho Trần Tự Khánh làm Trương Thành Hầu, có sách viết là Trương Tín Hầu. Từ một ông hoàng lưu vong nay trở thành hoàng đế một nước, lại được vợ đẹp, có ông anh vợ tài giỏi phò tá, Lý Huệ Tông mừng lắm. Trần Tự Khanh có công dẹp giặc yên dân, được phong chức lớn, lại nắm giữ binh quyền, thế lực át hẳn các quan triều cũ, kể cả những người trong tôn thất, nên nhiều người rất bất bình và ghen tị. Trong tôn thất nhà Lý, có nhiều người không biết phận, trước kia bơ vơ, nay được trở về an hưởng phú quý là nhờ công ơn của họ Trần. Cứ tưởng mình là người họ nhà vua thì được nhiều quyền hành, nay thấy chỉ có địa vị xuông thì ấm ức. Lại có những kẻ có tội đã hợp tác với giặc phò hoàng tử Thẩm làm vua do Quách Bốc dựng nên. Không bị trừng phạt là may lắm rồi, chẳng dám nói gì, nay thấy quyền hành về cả tay ngoại thích thì tức tối, chỉ muốn trừ bỏ. Bọn này gièm pha với Lý Huệ Tông rằng Tự Khánh truyền quyền, có ý muốn làm phản, không nên dùng người này. Huệ Tông được lên ngôi vua là nhờ công ơn họ Trần nên không nghe theo. Thấy gièm pha với nhà vua không hiệu quả, chúng quay qua xúi đẩy Đàm Thái Hậu, nói rằng Huệ Tông say mê Trần Thị sắc đẹp, tin dùng người ngoài, thích gian hoa. Tự Khánh nắm hết binh quyền là người phản trắc, rất nguy hại cho cơ đồ của nhà Lý. Đàm Thái Hậu tin người hoàng tộc, muốn buộc Huệ Tông phế truất Trần Thị và cách chức Trần Tự Khánh. Huệ Tông không chịu nghe theo, Tự Khánh liên kết với hào trưởng Nguyễn Tự, thủ lĩnh thế lực họ Nguyễn ở Quốc Oai, Sơn Tây,
cùng chống lại họ Đoàn, thì cùng nhau tận trùng báo quốc, cùng mình họa hoạn sống chết có nhau. Hai người chia nhau phạm vi chiếm cứ, lấy sông Lô, sông Thiên Đức, nay là sông Đuống, làm giới hạn, mỗi người thống suốt một bên. Từ Thượng Khối, Bắc Ninh đến Na Ngạn, tức là Lục Ngạn, Bắc Giang ngày nay, các hương ấp dọc theo sông Đuống và đường bộ là thuộc về Tự Khánh. Từ Kinh Ngạn, bờ sông Hồng thuộc Kinh Sư đến Ô Diên, Hoài Đức, Hà Tây thuộc về Nguyễn Tự. Hẹn đến tháng 3 năm Nhâm Thìn thì họp binh tấn công họ Đoàn. Bấy giờ Huệ Tông thấy thế lực họ Trần mạnh lên, bèn truyền cho văn võ bá quan đều phải nghe mệnh lệnh của Trần Tự Khánh. Mặt khác, Huệ Tông lại cùng với Thái hậu Đàm Thị và một số cận thần vẫn ngầm mưu diệt họ Trần. Đầu năm 1213, Thái hậu sai người đi liên kết với bọn tướng sĩ ở Đạo Phủ Lạc và Bắc Giang, hẹn ngày cùng phát binh đánh Tự Khánh. Đúng ngày đã định, các tướng Phan Thế ở Phủ Lạc, Ngô Mãi ở Bắc Giang tiến đến cửa Đại Hưng, tức là cửa Nam Thành Thăng Long. Tự Khánh đang ở bến Đại Thông, nghe tin đó liền kéo quân lên Kinh Sư, vào Cấm Thành, đốt cầu Ngoạn Thiềm rồi lại trở về Đại Đông. Sau khi chiếm được đồng bằng hạ lưu sông Hồng và sông Đáy, Tự Khánh phát triển thế lực lên Quốc Oai. Vùng Quốc Oai vốn là phạm vi kiểm soát của Nguyễn Tự. Khi đó Nguyễn Tự đã chết, phó tướng là Nguyễn Cuộc thay thế. Tự Khánh tiến quân lên Quốc Oai, dụ hàng được Nguyễn Cuộc, thanh thế ngày càng thêm mạnh. Lý Huệ Tông bèn cùng Thái sư Đàm Dĩ Mông hẹn với quân Hồng Châu đi đánh Tự Khánh. Cánh quân thứ nhất của triều đình đến Mễ Sở gặp quân của họ Trần do Vương Lê Nguyễn Cải chỉ huy, hai bên giao chiến. Quân họ mới hò reo tiến lên, quân triều đình đã tự tan vỡ. Vương Lê và Nguyễn Cải bắt được thuyền rồng. Cánh quân thứ hai, đạo Bắc Giang do Đàm Dĩ Mông cầm đầu đến An Diên, tức là Thường Tín, Hà Nội ngày nay, bị quân của Trần Thừa đánh tan. Cánh quân thứ ba ở Tả Ngạn sông Hồng bị quân của Trần Thủ Độ, Trần Hiến Sâm đánh lui. Cánh quân thứ tư của họ Đoàn do Đoàn Cấm, Vũ Hốt chỉ huy ở Hồng Lộ đến Chợ Dừa bị quân họ Trần do Phan Lân, Nguyễn Nộn chỉ huy từ Quốc Oai tiến đánh tàn tác. Lý Huệ Tông thấy vậy, sợ hãi cùng Thái hậu chạy lánh lên Trĩ Sơn ở Lạng Châu, tức là Lạng Sơn ngày nay. Mấy ngày sau, biết tin vua, Tự Khánh cho người đem thư lên Lạng Châu. Tâu Tuệ Vương nói rõ ý của mình rằng, dân tỉnh uất ức không thấu được lên trên, cho nên nhân lòng giận dữ của người trong nước, thần khởi binh dẹp lũ đó, cắt trừ gốc họa để yên lòng cho dân mà thôi. Đến như thân phận vua tôi, thần không dám phạm đến một chút nào, ngờ đâu phải gánh lấy tội chuyên quyền đánh dẹp, khiến xa giá phải long đong, tự xét tội của thần thật đáng vạn lần chết, xin bệ hạ nguôi cơn giận dữ, quay xa giá về kinh để thỏa lòng mong ước. Huệ Tông không về, theo Việt Sử Lược, vua và Thái hậu lên thuyền lên núi Tam Trĩ, tức là Châu Lạng, ở nhà Hoàng Ngũ, ít lâu thấy phong thủy không hợp nên lui về Thang Độ ở Bến Thang, tức là ở thôn Tượng Nô. Sau đó, xa giá vào Phượng Sơn được 10 ngày lại về Nam Sách ở Hải Dương. Không đón được vua, Tự Khách một mặt khuyến dụ đốc quân ở các nơi rút về và cho người đi tìm nơi vua ở. Để trao uy với đốc quân các lộ, Tự Khánh đem quân đi đánh quân cát cứ mạnh nhất lúc ấy là Đinh Khả và Bùi Độ ở Châu Đại Hoàng thuộc tỉnh Ninh Bình, dẹp tan được lực lượng này ngay. Tháng 4 năm 1214, anh em họ Đoàn lại tấn công đất Bắc Giang do tướng của Tự Khánh là Nguyễn Nộn đóng giữ. Hai bên kịch chiến ở bến Đông Cứu thuộc Giang Lương Bắc Ninh. Nguyễn Nộn giết chết được Đoàn Nguyễn, họ Đoàn thua to. Tuy nhiên, lúc đó nội bộ phe Tự Khánh xảy ra loạn lớn. Tướng ở Cam Giá thuộc thị xã Sơn Tây là Đỗ Bị lại nổi lên chống cự. Miền Cam Giá lại tách khỏi phạm vi thế lực của anh em họ Trần, hình thành một thế lực mới. Cùng lúc đó, Nguyễn Nộn ở Bắc Giang sau khi đánh được họ Đoàn cũng phản lại Tự Khánh, xây dựng một thế lực rất lớn. Nguyễn Nộn đem binh đến Thăng Long đánh nhau với Tự Khánh. Huệ Tông và Thái hậu đang ở Nam Sách trở về Thăng Long, phong cho Nguyễn Nộn tước hầu để mượn tay Nguyễn Nộn chống lại họ Trần. Thế là sau khi nương tựa được thế lực cát cứ địa phương họ Trần, họ Đoàn không được, nhà Lý lại liên minh với một thế lực cát cứ địa phương thứ ba là Nguyễn Nộn ở Bắc Giang. Cục diện trong nước đại thể hình thành thế chân vạc, phía Bắc là Nguyễn Nộn, phía Đông là của họ Đoàn, phía Nam là Trần Tự Khánh. Ngoài ra còn nhiều thế lực cát cứ khác ở các địa phương như Nguyễn Bát, tước Ô Kim Hầu ở đất Ô Kim, Hoài Đức, Hà Nội ngày nay, họ Hà ở Quy Hóa thuộc miền Yên Bái, Tuyên Quang, họ Đinh ở Đại Hoàng thuộc tỉnh Ninh Bình, họ Phạm ở Nam Sách thuộc tỉnh Hải Dương. Khắp nơi trong nước hỗn loạn, quân các lộ luôn luôn kéo về đánh phá Thăng Long. Trần Tự Khánh dẫn quân về đóng ở Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đầu năm 1215, Huệ Tông chạy đến Hương Bình Hợp thuộc xã Tam Điệp, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây cũ,
Ở Thăng Long, các đốc quân của triều đình cậy công tranh giành nhau địa vị, chèn ép lẫn nhau, Huệ Tông không thu xếp được. Các tướng thuộc vùng Cao Xã, thuộc huyện Nhật Tảo, Từ Liêm, Hà Nội là Đỗ Át, Đỗ Nhuế, Tước Liệt Hầu chống lại vua. Huệ Tông sai Nguyễn Bát đi đánh không nổi. Trước tình thế đó, đầu năm 1216, Huệ Tông thấy chỉ còn cách dựa vào thế lực họ Trần, bèn phong cho Trần Thị Dung làm Thuận Trinh phu nhân, rồi triệu Tự Khánh về kinh giao đi dẹp loạn. Tự Khánh làm tròn nhiệm vụ Huệ Tông giao phó, tình hình được tạm yên, nhưng chỉ ít lâu sau, Đàm Thái Hậu vốn không ưa Tự Khánh lại hành hạ Trần Thị Dung. Thái Hậu sai người bắt Trần Thị phải tự sát, Huệ Tông ngăn lại được. Thái Hậu định bỏ thuốc độc vào thức ăn đồ uống của Trần Thị, Huệ Tông biết ý, đến bữa ăn chỉ ăn có một nửa, còn một nửa cho Trần Thị ăn và ngày đêm không cho Trần Thị đi đâu nữa. Bị bức bách quá, Huệ Tông phải cùng Thị Dung đi trốn, đến trú ngụ tại nhà tướng quân Lê Mịch ở huyện Yên Duyên, thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trần Tự Khánh đang đi đánh dẹp ở các nơi, được tin liền cho tướng Vương Lê đem thủy quân đến đón rước Huệ Tông sang bãi Cửu Liên. Đây chính là một bãi lớn trên sông Đuống ở Nam Bắc Ninh, Bắc Hưng Yên thời bấy giờ. Việt Sử Lược có viết rằng Tự Khánh trông thấy vua rất mừng, tướng sĩ đều vui vẻ hò reo. Từ đó vô cùng Tự Khánh quyết ý dẹp loạn, do không còn Thái Hậu ở bên làm khó dễ, Huệ Tông phong cho Trần Thị Dung làm hoàng hậu, phong cho Tự Khánh làm thái úy phụ chính, phong cho Trần Thừa Tước Liệt Hầu làm nội thị phán thủ. Trần Liễu là con của Trần Thừa, Phùng Tá Chu, Lại Linh được phong tước quan nội hầu. Trần Hải, con cả của Trần Tự Khánh được phong tước vương. Thế lực họ Trần lúc này rất lớn, át cả thế lực quý tộc nhà Lý cũ, dần dần thu hút được các quý tộc khác. Tự Khánh cùng thượng tướng quân Phan Lân chỉnh đốn lại quân triều đình, rèn đúc vũ khí, huấn luyện sĩ tốt, khí thế quân đội lên cao, phấn chấn đi đánh phản loạn. Tình hình quanh kinh thành đã tạm yên, Tự Khánh rước vua Huệ Tông về thành Thăng Long. Tới tháng 6 năm 1217, Đoàn Thượng đem lực lượng ra hàng, được phong tước vương. Tháng 6 năm 1218, Trần Thừa và Trần Tự Khánh gả em gái là Trần Thị Tam Nương cho Đoàn Văn Lôi, tước Hồng Hầu, thu phục đất Hồng Châu, thế là đã loại trừ được một thế lực cát cứ lớn nhất là họ Đoàn. Tự Khánh chuyển sang đánh Nguyễn Nộn ở Bắc Giang, quân Nộn thua to. Năm sau các tướng của Nộn đều ra hàng. Tự Khánh đánh dẹp, thu phục lực lượng cát cứ ở Quốc Oai, Cam Giá. Các thuộc ấp ở Phong Châu đều ra hàng. Nguyễn Bát, tức là Hiền Tín Vương, ở Từ Liêm, Hà Nội ngày nay, phải bỏ chạy lên vùng thiểu số An Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Hà Cao ở Quy Hóa không chạy thoát. Cao cùng vợ con thắt cổ chết. Đến tháng 5 năm 1220, chấm dứt hoàn toàn nạn cát cứ ở các địa phương, đất nước trở lại yên bình. Từ ngày hồi cung về Thăng Long, Huệ Tông phó thác hết việc nước, chính trị cũng như quân sự cho Tự Khánh. Tự Khánh nhiếp chính, thay vua lo giữ gìn an ninh cho dân chúng, chuyên chú việc bình bị, trong nước không còn những cuộc binh đao đáng kể. Các địa phương quy phục triều đình, trăm họ được yên ổn làm ăn vui vẻ. Bấy giờ bên Trung Quốc, nhà Tống đã suy yếu, miền Bắc do nhà Kim chiếm giữ, nên việc bang giao với nước ta tốt đẹp. Nếu Huệ Tông sáng suốt, tự nắm giữ chính quyền, thưởng phạt công minh, thì cơ đồ nhà Lý không đến nỗi nào. Nhưng thường ngày chỉ ham mê uống rượu, say ngủ cả ngày. Cuối năm 1220, bị trúng gió, thuốc chữa không khỏi. Tìm thấy khắp nơi trong nước về chữa trị đều không hiệu nghiệm. Bệnh ngày càng nặng hơn, phát chứng tâm thần, xưa gọi là điên. Khi tỉnh, khi mê, có khi nói là thiên tướng giáng vào, tay cầm giáo và mộc, cắm cờ nhỏ vào búi tóc, múa may suốt ngày. Khi mỏi mệt đổ mồ hôi, nóng bức khát nước lại uống rượu say ngủ ly bì. Đến hôm sau mới tỉnh. Nếu Huệ Tông có con trai và Tự Khánh còn sống lâu thì chắc không có sự gì diễn ra. Nhưng Tự Khánh không thọ. Tháng 12 năm Quý Mùi, tức là đầu năm 1224, Tự Khánh đã mất. Hưởng thọ 49 tuổi, được truy phong là Kiến Quốc Đại Vương. Quyền bính trong triều được giao cho em họ ông là Trần Thủ Độ. Về cơ bản, Trần Tự Khánh đã dẹp hầu hết các thế lực cát cứ chống triều đình. Chỉ còn Nguyễn Nộn ở Bắc Giang và Đoàn Thượng ở Hồng Châu chưa trừ bỏ được hẳn. Xét toàn cục mà nói, trong thời buổi loạn lạc này, chính sự nhà Lý đổ nát, Cao Tông chơi bời, Huệ Tông nhu nhược, họ Lý không còn khả năng trị nước, quân Hùng nổi dậy, nước Đại Việt có nguy cơ tái diễn loạn 12 sứ quân cuối thời nhà Ngô. Thậm chí quy mô, tầm vóc lực lượng và địa bàn trấn giữ của một số sứ quân lúc đó còn lớn hơn các sứ quân của thời Ngô. Vua Huệ Tông không muốn dùng ngoại thích, quay một vòng dựa vào các sứ quân khác nhau, nhưng rốt cục phải dựa vào Tự Khánh. Thực tế đã chứng minh rằng không có sứ quân nào khi đó có tài năng ổn định đại cục bằng ông.
Trần Tự Khánh đã chứng tỏ không chỉ là một tướng quân tài ba mà còn có bản lĩnh chính trị khá là giả dặn. Thoạt đầu có ý kiến xem ông như tướng cướp, nhưng xét cho kỹ, đó chỉ là động thái muốn tranh hùng. Không những thử vô Lý mà còn thử cả Tô Trung Tử. Ông kéo vào kinh, mưu nắm lấy vua, định mượn tiếng thiên tử để sai khiến trừ hầu. Như vị thế của Tào Tháo, nắm Hán hiến đế, họ Lý không còn khả năng trị quốc. Quy luật đào thải cho thấy sớm muộn ngôi vua đó cũng về tay người khác. Lúc Trần Tự Khánh không đón được Huệ Tông hồi kinh, ông quay sang lập Huệ Văn Vương. Đó chính là cách làm của Quách Bốc lập Lý Thầm, Mạc Đăng Dung lập Lê Cung Hoàng, tạo thế đối trọng, dựng vua mới khi vua cũ đã ngả sang xứ quân khác. Dù vua dựng sau ở vị thế kém hơn, đây là hoàn cảnh bất đắc dĩ phải làm như vậy. Tới khi vua Huệ Tông ngỏ ý quay về, Tự Khánh sẵn sàng đổi giận làm mừng, giữ phận tôi con mà đón rước. Như vậy, ông đã nhanh chóng tránh được vị thế bất đắc dĩ của Quách Bốc, Mạc Đăng Dung mà sắm lấy vai của Tào Tháo, nắm lấy danh chính để đánh dẹp. Nếu trong tay người khác, có lẽ Huệ Văn Vương đã bị giết khi vô cũ Huệ Tông được rước về, nhưng Tự Khánh đã không làm như vậy. Từ khi nắm vua Lý trong tay, Trần Tự Khánh thắng các chư hầu như trẻ tre, gần như một tay ông quyết định thiên hạ chia năm xẻ bảy khi đó. Nếu không có sự phản trắc của tướng dưới quyền ông là Nguyễn Nộn, về cơ bản ông đã thống nhất được Giang Sơn Đại Việt về một mối, vì đoàn Tượng đã suy yếu nhiều so với thời kỳ đầu, khó lòng dám một mình chống đối triều đình. Các sử gia đã thống nhất với nhau rằng, trong thời loạn lạc cuối nhà Lý, công dẹp Quách Bốc và các hào trưởng địa phương khiến cho họ Trần trở thành người thay thế họ Lý xứng đáng hơn cả. Trong đó có sự đóng góp lớn nhất của Trần Tự Khánh. Quyền lực chính quyền trung ương lại dần dần tập trung, củng cố dưới sự lãnh đạo của họ Trần. Tình hình yên ổn và vị thế khá vững vàng của họ Trần trong triều tạo điều kiện cho Trần Thủ Độ sau đó thực hiện việc chuyển ngôi chính thức từ họ Lý sang họ Trần. Chẳng những cha con Trần Thừa, Trần Cảnh mà ngay cả Trần Thủ Độ cũng được thừa hưởng cơ nghiệp của ông để lại. Nói về sự kiện thay ngôi nhà Lý, bàn tay của Trần Thủ Độ được nhắc tới nhiều hơn cả, nhưng công lao dọn chướng ngại cho Thủ Độ hành động thuộc về Trần Tự Khánh. Nhà Trần sau này có nhiều võ tướng quý tộc có tên tuổi trong lịch sử Việt Nam như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, nhưng Trần Tự Khánh mới chính là danh tướng đầu tiên đánh đông dẹp Bắc, xây dựng nền móng cho tôn thất họ Trần. Kính thưa quý vị, trên đây là bài phân tích về lịch sử được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn. Các bạn yêu thích lịch sử cùng dừng chân bàn luận. Nếu thấy hay và bổ ích, hãy like và share để ủng hộ tinh thần cho chúng tôi. Mọi chi tiết xin liên hệ qua địa chỉ fanpage chúng tôi để dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.